Nhìn vào sự sa sút của Paul Pogba trong những năm gần đây và bị dương tính với chất cấm doping, thì người hâm mộ cảm thấy tiếc cho tài năng của anh vì thái độ thi đấu của anh. Nhưng trình độ của cầu thủ này là không thể bàn cãi trong những tháng ngày khoác màu áo bà đầm già thành Tuzin. Và sau đây hãy cùng nhìn lại 6 năm của Paul Pogba tại Manchester United. Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, anh là một trong 4 cầu thủ của học viện trước khi được Sir Alex đưa lên vòng 5 FA Cup gặp Luton, và anh được trao chiếc áo số 42. Sau quãng thời gian chơi cho đội trẻ và đội 1, anh được Sir Alex điền tên vào danh sách trong trận đấu gặp Leeds tại Cúp Liên đoàn. Tiền vệ người Pháp vào sân từ băng ghế dự bị và Man United có thắng lợi 3-0. Anh có trận ra mắt Premier League trong trận gặp Stoke City vào tháng 1 năm 2012. Anh vào sân từ băng ghế dự bị ngày 15 tháng 3 năm 2012, lần đầu tiên anh bước ra đấu trường Champions League gặp Athletic Bilbao, nhưng Man United đã nhận thất bại 5-2. Thế nhưng mỗi quan hệ giữa anh với Sir Alex càng ngày càng xấu đi. Sir Alex tỏ ra không thích cầu thủ người Pháp. Ngày 3 tháng 7 năm 2012, Sir Alex xác nhận rằng cầu thủ người Pháp sẽ ra đi sau khi không ký kết hợp đồng mới. Sir Alex cho rằng Paul Pogba đã ký hợp đồng với Juventus từ trước đó và tỏ ra thất vọng vì sự thiếu tôn trọng đến từ anh. Cho đến ngày hôm nay, ông không hối hận vì quyết định đó. Ngày 27 tháng 7, Juventus xác nhận trên trang web chính thức của họ rằng Pogba đã trải qua kiểm tra y tế tại câu lạc bộ và việc chuyển giao được hoàn thành vào ngày 3 tháng 8 khi ông ký hợp đồng 4 năm. Anh xuất hiện lần đầu tiên cho Juventus trong một trận giao hữu trước mùa giải với Benfica ở Geneva vào ngày 1 tháng 8. 4 mùa giải cực kỳ thành công tại Juventus đã biến Paul Pogba trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Đây là cơ sở để Man United đưa cầu thủ cũ của họ trở về, bất chấp sự cạnh tranh đến từ các câu lạc bộ khác. Vào tuần đầu tháng 8 năm 2016, sau rất nhiều thông tin nhiễu loạn về thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus sang Manchester United, cuối cùng trang chủ của Manchester United đã đưa ra thông báo cuối cùng. Theo hầu hết các tờ báo thể thao lớn trên thế giới, thương vụ này đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Gareth Bale từ Tottenham sang Real Madrid trước đó khi Bale được bán với giá 100 triệu euro, khoảng 86 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, các báo lại mâu thuẫn với nhau về giá của Pogba. Giá của anh được cho là dao động từ 89 đến 100 triệu bảng Anh. Trong trận gặp Leicester City ngày 24 tháng 9 năm 2016, anh đã ghi một bàn giúp cho Manchester United thắng 4-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Pogba cho Manchester United khi anh trở lại khoác áo câu lạc bộ này. Ở mùa giải năm 2016 đến năm 2017, anh chơi khá phập phù, không còn giữ được phong độ ổn định khi còn khoác áo Juventus. Nhưng càng về sau anh chơi hay hơn, kéo theo đó là những màn trình diễn ấn tượng đến từ cầu thủ người Pháp. Anh chính là hạt nhân quan trọng trong chiến dịch vô địch UEFA Europa League của Man United. Nhất là trong trận chung kết với Ajax, anh đóng góp một trong hai bàn thắng để giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng. Sau đó anh cùng các đồng đội nâng cao danh hiệu League Cup sau khi đánh bại Southampton 3-2 trong trận chung kết. Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, Paul Pogba chơi 30 trận đấu ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo. Đến mùa giải 2017-2018, sự kỳ vọng của người hâm mộ vào Paul Pogba là cực kỳ lớn. Nhưng chấn thương gân kheo đã khiến Paul Pogba nghỉ đến 8 trận, anh chỉ có thể trở lại vào tháng 1 trong trận thắng 4-1 trước Newcastle. Trong trận đấu và năm đầu tiên của Man United, anh kiến tạo để Man United đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Nhưng sau đó anh là tâm điểm của sự chỉ trích vì thiếu kỷ luật vì không tham gia phòng ngự. Một ngày trước trận derby Manchester, huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City tuyên bố rằng người đại diện của Pogba, Mino Raiola, đã đề nghị Pogba chơi cho đội bóng của mình, điều mà Raiola từ chối. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, trong trận derby Manchester tại sân Etihad, Pogba đã lập một cú đúp bàn thắng giúp Manchester United ngược dòng đánh bại gã hàng xóm 3-2 sau khi để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Chiến thắng này cũng ngăn Manchester City vô địch Premier League sớm trước 6 vòng đấu. Mùa giải kết thúc với anh khi Man United để thua Chelsea tại chung kết FA Cup. Mùa giải 2018-2019, Pogba quay trở lại Man United với tư cách là nhà vô địch World Cup 2018. Với việc Antonio Valencia chấn thương thì Pogba được chỉ định làm đội trưởng tạm thời. Ở giai đoạn mở màn anh chơi khá tốt, tuy nhiên sau những màn trình diễn thất vọng anh bị huấn luyện viên Mourinho tước băng thủ quân.
Và từ đây mâu thuẫn giữa anh và Mourinho cũng bắt đầu bộc phát. Đỉnh điểm là cuối tháng 9 năm 2018, một đoạn video ghi lại những đoạn tranh cãi giữa hai người. Thậm chí Mourinho còn nói rằng Pogba chính là nguyên nhân dẫn đến Man United tụt dốc thảm hại, và từ đây số lần ra sân của Pogba cũng bắt đầu ít dần. Pogba và Mourinho, một trong hai người sẽ phải ra đi, và thế là chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải. Sau đó anh được đá chính nhiều hơn khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền. Dưới lối chơi và dẫn dắt của ông thầy người Na Uy, Pogba như được hồi sinh. Anh liên tục ghi bàn và kiến tạo, nhưng đến cuối mùa sự thăng hoa của anh cũng dần được mất đi. Minh chứng cho lời nói này là thất bại 0-4 trước Barcelona tại tứ kết Champions League mùa giải 2018-2019. Quỷ đỏ chỉ thắng 2 trong 12 trận ở cuối mùa và kết thúc ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6, đồng nghĩa với việc họ không thể tham dự Champions League. Và đây cũng là mùa giải ấn tượng nhất của anh trong hành trình 6 năm tại Man United. Anh ghi tới 16 bàn, có 11 kiến tạo và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Mùa hè năm 2019, Pogba đã bóng gió rằng thời gian anh ở United sắp kết thúc khi cầu thủ này nói đây có thể là thời điểm tốt để có một thử thách mới ở một nơi khác. Real Madrid và Juventus được cho đã có liên kết với Pogba. Tuy vậy, Pogba vẫn hoàn tất chuyến du đấu hè 2019 khi cùng Man United bất bại ở cả 6 trận đấu. Đến cuối tháng 7, Manchester United đã từ chối lời đề nghị trị giá 27,6 triệu bảng kèm theo James Rodriguez từ Real Madrid cho Paul Pogba khi họ cảm thấy lời đề nghị này quá rẻ so với mức đánh giá của họ về cầu thủ người Pháp. Trong trận mở màn của United tại Premier League vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, Pogba đã có hai pha kiến tạo góp công lớn giúp Quỷ Đỏ đánh bại Chelsea 4-0. Ở trận đấu sau đó, Pogba đã đá hỏng một quả phạt đền khiến United bị Wolverhampton cầm hòa ngay trên sân nhà. Sau trận đấu này, Pogba đã bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Ngày 31 tháng 8, Pogba bị chấn thương mắt cá chân trong trận hòa 1-1 với Southampton, khiến anh không thể thi đấu trong vòng một tháng. Pogba trở lại đội hình United trong chiến thắng trên loạt đá luân lưu tại League Cup trước Rochdale. Sau đó, Pogba góp mặt trong trận hòa 1-1 với Arsenal. Trận đấu này anh đã bị tái phát chấn thương, cũng là trận đấu thứ 100 cho câu lạc bộ. Vào tháng 5 năm 2020, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố rằng Pogba hoàn toàn khỏe mạnh để thi đấu khi bóng đá quay trở lại sau đại dịch Covid-19. Trong trận đấu đầu tiên của United sau đại dịch, Pogba vào sân thay người và kiếm được một quả phạt đền. Bruno Fernandes thực hiện thành công giúp Quỷ Đỏ cầm hòa Tottenham Hotspur với tỷ số 1-1. Vào ngày 24 tháng 6, Pogba có lần đầu tiên trở lại đội hình xuất phát của United kể từ tháng 9 trong trận thắng 3-0 trên sân của Sheffield United. Mùa giải 2020-2021 anh bị chấn thương hành hạ, nhưng anh đã vượt qua được và đã chơi một mùa giải xuất sắc ở vị trí tiền vệ. Nhưng chệch choạc vẫn đến với đôi chân của anh. Mùa giải 2021-2022 Man United tậu về những con hàng cực kỳ chất lượng như Rafael Varane, Sancho và Ronaldo. Với mục tiêu không gì khác là trở lại ngôi vương ngoại hạng, nhưng điều này đã làm đi lệch quỹ đạo với Man United. Quỷ đi và trải qua một mùa giải thảm hạ, anh chơi mờ nhạt, chấn thương liên miên. Với những gì đã đóng, anh không xứng với mức lương 300.000 bảng một tuần ở câu lạc bộ. Vào mùa hè năm 2022, Man United quyết định để anh ra đi với dạng chuyển nhượng tự do. 200 trận ra sân và 39 bàn thắng đó là những gì Paul Pogba làm cho Man United. Sau đó, Paul Pogba trở lại Juventus vào mùa hè 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Cổ động viên Man United ghét Paul Pogba còn không muốn nhìn mặt cầu thủ này thêm nữa và kết thúc cho cuộc tình khi đã sai ngay từ khi bắt đầu, và giờ đây Paul Pogba có thể bị cấm thi đấu bóng đá vì bị dương tính với chất cấm, và bên phía Juventus đang xem xét chấm dứt hợp đồng với anh. Kể từ khi trở lại Juventus, anh không có bất cứ đóng góp gì cho đội bóng đã đưa anh trở thành một ngôi sao. Những chấn thương anh gặp phải và bị nghiệp quật đó là những gì mà lời huấn luyện viên Mourinho đã từng nói: Paul Pogba là một con virus và cần được loại bỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.